Xin chào thầy và các bạn, mình tên là Duyên, đến từ lớp Thái Ngọc Hoàng Xuyên. Hôm nay mình xin trình bày về COP65, một trong những thang điểm để đánh giá về viêm phổi cộng đồng. Thì viêm phổi cộng đồng là một trong những bệnh lây nhiễm thường gặp nhất mà cần đến sự can thiệp cũng như là điều trị từ bệnh viện. Vì vậy mà những cái quyết định nên cho bệnh nhân điều trị nội trú hay ngoại trú một khi sai lầm, nó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề, mà trong số đó nó có thể là làm tốn kém những cái chi phí không cần thiết của bệnh nhân, hoặc là tệ hơn, nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong của cái nhóm bệnh nhân này. Và vì cái lẽ đó mà nhiều cái thang điểm đánh giá nguy cơ đã được nghiên cứu và cho ra đời nhằm để giúp ta tiếp cận cách chính xác và kịp thời hơn ở cái nhóm bệnh nhân bị viêm phổi cộng đồng này. Thì BSI là thang điểm đầu tiên, tuy nhiên nó do cái sự phức tạp của nó không có đáp ứng được nhu cầu nêu trên, cho nên COP65 được nghiên cứu và xuất hiện. Thì COP65 thường được sử dụng ở những cái khoa hồi sức cấp cứu nhằm để phân độ cái mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân, để dự đoán cái tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày, và cũng để một cái phương tiện để ta có thể quyết định cái hướng xử trí tiếp theo, bao gồm mình trị bệnh nhân nội trú hay là ngoại trú. Thì COP65 như tên gọi của nó, ta có thể thấy được là 5 cái yếu tố tương ứng với 5 điểm. Thì yếu tố đầu tiên đó chính là chữ C, confusion. Thì ở cái bệnh nhân mình sẽ đánh giá xem là người ta có lú lẫn hay không, có những cái sự mất định hướng về không gian, thời gian, về con người mới xuất hiện hay không. Thì ở đây ta thấy cái cụm đó là mental test score bé hơn 8. Thì đây là một cái thang điểm dùng để sàng lọc về những cái vấn đề có thể xảy ra ở các bệnh suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi, chứ không phải là thang điểm LASCO mà ta hay dùng. Yếu tố thứ hai đó chính là chữ U, nồng độ ure trong máu. Thì khi mà nồng độ này lớn hơn 20mg trên decilit hoặc là lớn hơn 7mmol trên lít thì bệnh nhân sẽ phải cộng thêm một điểm vào thang điểm này. Kế tiếp đó là respiratory rate. Khi mà nhịp thở của bệnh nhân từ 30 nhịp trên phút trở lên, bệnh nhân cũng sẽ phải cộng thêm một điểm. Blood pressure, khi mà huyết áp của bệnh nhân thấp, đồng nghĩa với việc đó là huyết áp tâm thu bé hơn 90mm thiện ngân, hoặc là huyết áp tâm trương từ 60mm thiện ngân trở xuống, bệnh nhân cũng sẽ phải cộng thêm một điểm. Và cuối cùng đó chính là bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên đều sẽ phải cộng thêm một điểm. Sau khi có điểm, chúng ta sẽ tiến hành phân loại. Khi mà bệnh nhân chỉ có một hoặc không có bất kỳ yếu tố nào trong 5 yếu tố kể trên thì được cho là mức độ nhẹ và bệnh nhân được điều trị ngoại trú. Khi mà bệnh nhân có 2 trên 5 điểm thì người bác sĩ lúc này sẽ phải phán đoán xem, quyết định xem là nên điều trị bệnh nhân nội trú hay là ngoại trú, nhưng có kèm theo cái sự quản lý và chăm sóc chặt chẽ và kỹ lưỡng hơn so với nhóm 0 hay nhóm 1, vì đây là mức độ trung bình. Và các bệnh nhân có điểm từ 3 điểm trở lên đều là mức độ nặng và bắt buộc phải điều trị nội trú. Và vì cái tỷ lệ tử vong cao ở cái nhóm này, nên là khi mà bệnh nhân có 4 hoặc 5 điểm, người ta sẽ phải xem xét xem là có cần cái sự can thiệp của khoa hồi sức tích cực ICU hay không. Và như đã nói thì COP65 là một cái thang điểm ngắn gọn, đơn giản hơn so với BSI, và cũng nó đáp ứng được cái nhu cầu là chẩn đoán nhanh chóng và kịp thời. Tuy nhiên thì vì cái sự đơn giản đó cho nên nó sẽ làm giảm cái độ nhạy của chính nó trong cái việc là dự đoán cái tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày, và cũng như là có thể bỏ qua những cái bệnh nhân mà cần đến cái sự can thiệp của khoa hồi sức tích cực ICU. Thì ở đây có một vấn đề nữa, đó là ở chữ C và chữ U. Thì khi mà bệnh nhân bị lú lẫn hoặc là nồng độ ure trong máu từ 7mmol trên lít trở lên thì vẫn có thể, cái trường hợp này vẫn có thể xuất hiện ở người cao tuổi, và do nhiều cái yếu tố khác nhau tác động nữa, nên là khi mà mình đánh giá ở hai cái yếu tố này mình sẽ nên cẩn trọng lưu ý hơn. Thì BSI á, nó là một cái thang điểm xuất hiện đầu tiên như đã nói, và nó phức tạp hơn nhiều so với COP65. Ở đây ta có thể thấy được nó là phân loại bệnh nhân theo 5 độ. Và sau COP65 á, nó có một cái thang điểm khác ra đời, đó là Smart COP. Thì lúc này người ta chú trọng hơn vào cái nhu cầu của bệnh nhân, đánh giá xem là bệnh nhân đó có cần hồi sức hô hấp hay không, có cần sử dụng vận mạch hay không. Thì ngoài ba cái thang điểm này ra, đương nhiên là sẽ còn nhiều thang điểm khác được sử dụng, cũng như là đang được nghiên cứu nhằm để đưa ra được một cái thang điểm mới, ngắn gọn hơn, đơn giản hơn, nhưng mà vẫn phải đủ cái độ tin cậy để từ đó đáp ứng được cái nhu cầu của một người bác sĩ, đó chính là cần phải đánh giá nhanh chóng, kịp thời và chính xác đối với những cái nhóm bệnh nhân bị viêm phổi cộng đồng, để hạn chế những cái tốn kém không cần thiết cũng như là
hạ thấp được cái tỷ lệ tử vong ở cái nhóm bệnh này. Và video của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.